Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Các bạn ơi, hiện tại mình đang có mặt tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau cái video trước của mình nói về ba bà cháu ở với nhau, hoàn cảnh rất là khó khăn thì rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay mình được cùng đồng hành với lại các anh chị trong cái nhóm hội chăn nuôi lợn rừng Hòa Bình và một số những mạnh thường quân đã góp lại những cái tình cảm, những cái tình yêu thương, lòng nhân ái để ngày hôm nay có những cái món quà rất là thiết thực để quay trở lại với nhà ba bà cháu. Và bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân anh em mình vào bên trong nhà của ba bà cháu để trao những cái món quà rất là thiết thực này nha các bạn nhé. Đâu đây, bước. Rồi anh em mình đã lại bước vào đây rồi. Căn nhà của bà với là các cháu. À các bạn ơi, hiện tại thì các anh em trong cái nhóm mà hội chăn nuôi lợn ở Mường tỉnh Hòa Bình thì ngày hôm nay đã có đại diện, có một số anh em đã về và đang vào để thăm hỏi sức khỏe cũng như là cháu trong gia đình của bà cụ tên là bà Vân ở xóm Hợp Phong, xóm Trang Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình rồi. Đó, thì bây giờ là đây là các gương mặt của các anh em đây. Toàn những anh em mà anh em nhá. Đấy là làm đi làm thiện nguyện. Đúng ạ. Có khỏe ấy. Vâng, thứ hai cháu khỏe chưa ạ? Vâng. Vâng, thế con cũng được nắm qua thông tin của kênh của anh Ngân đây chia sẻ, con cũng biết hoàn cảnh gia đình mình cũng rất là khó khăn và đặc biệt là có hai cháu ở đây. Thì hôm nay thì bà cho con hỏi là hai cháu có đi bị trường khai giảng không bà? Cháu đi khai giảng hôm nay ấy. À dạ vâng, thế thì tốt quá bà. Thế bà ơi, thế bố mẹ của hai cháu bây giờ đi làm ở đâu ạ? Đi làm nói là ở Hà Nội đấy. Nhưng mà bà cũng không biết, chỉ biết ở nhà cho nó thôi. À thế à. Nhưng mà không được đồng nào về. Thế là cũng không gửi được tiền về không à? Không gửi tiền về. Covid không đi làm việc được. Covid không thôi. Covid không làm được việc ạ. Thế là cuộc sống bây giờ là tự ba bà cháu là tự túc hết à? Vâng. À vâng. Đến 3-4 tháng này rồi. Vâng. Thế hai cháu ở đây là đi học có xa không bà? À, thì có xa. Ngoài kia. Ở ngoài trái. À đi học ở tận bên xã bên ạ. Vâng, thế thì cũng vất vả bà nhà. Thế là ba bà cháu ở nhà là chăm nhau ạ. Chỉ có nấu cơm cho nó rồi giặt cho nó rồi ở nhà ấy. Thế thì bố mẹ đi làm không gửi được tiền về thì lấy tiền đâu để chi tiêu bà? Không có gì mà chi tiêu, cái con gái này, con rể này, gạo cái gì ăn cái tài trợ hết. Con đẻ một bà ấy. Không có gì để chi tiêu ạ. Vâng. Vâng. Bà ơi, cháu nghe nói là sức khỏe của bố mẹ của các cháu ấy thì cũng không được bình thường ấy, thì có phải không bà? Phải đấy, không được bình thường thật đấy. Ai không nói là không được chồng, được vợ gì. Vâng ạ. Người nào cũng hom hom thế. Vâng. Chân tay nó làm việc cứ cứng đi. Thế à, vâng. Thế nhưng mà ví dụ như đi làm thuê, làm mướn thì có làm được không bà? Phụ chơi cái gì là không làm được, nhưng mà có khi nó rẻ hơn thế thôi. Vâng ạ. Thì kiểu người ta là đi làm thì người ta ưu ái cho một chút đúng không ạ? Thế hàng ngày thì bà ăn thức ăn thì bà ăn những cái gì hả bà? Cây trắng này thì ăn mãi rau ngót này, cái rau ở vườn nè, cái rau mình tưới. Vâng ạ. Thế ở nhà có nuôi cái gì không bà? Nuôi con gì không ạ? À? Bà ơi! Thôi! Ở nhà có nuôi con gì không bà? Cái gì? Có nuôi con gì không ạ? À? Không, con lợn, con gà gì. Vâng ạ. Nào thì chú hỏi thăm xem nào, cháu học lớp mấy rồi? Cháu học lớp 4. Lớp 4 à? Có chịu có học giỏi không? Không.
Ừ, thế phải chịu khó học thật giỏi nhá. Thế là cu trai học lớp 4, thế còn chị gái là lớp 5 à? Ờ, thế hai cháu phải cố gắng học thật giỏi nhá. Phải chăm ngoan, nghe lời bà, chăm chỉ giúp bà và học thật giỏi nhớ chưa? Ờ, thi thoảng chú rảnh rỗi chú lại đến thăm hai cháu nhá. Ừ. Thế bây giờ hai cháu ra đây, chú trao quà nhá. Tặng cho hai cháu cái xe đạp để hai cháu đèo nhau đi học nhá. Phải cố gắng học thật giỏi. Đây hiện tại trước mặt mình đấy là bạn Thịnh và một bạn nữa là trong cái hội chăn nuôi lợn Hòa Bình đã trực tiếp trao món quà rất là ý nghĩa cho hai cháu Vân và cháu Bảo, một chiếc xe đạp. Đây là một cái món quà mà theo mình nghĩ nó là vô cùng ý nghĩa, bởi vì các cháu hiện nay đi học rất là xa trường và bây giờ đã có chiếc xe đạp này để cái bước chân của các em, các cháu là đến trường cũng đỡ nhọc nhằn, đỡ vất vả hơn. Và mình hy vọng rằng đây là món quà để giúp các cháu có thêm nhiều động lực để có thể là vươn lên trong cuộc sống. Ba ơi, đây là cái món quà anh em chúng con là còn lại khi mà mua chiếc xe đạp ý, thì còn cái số tiền đây là con gửi bà để hỗ trợ phần nào để bà chăm lo cho các cháu ạ. Và giữ gìn sức khỏe để chăm lo cho các cháu học hành được tốt hơn ạ bà. Vâng, bà cảm ơn các cháu đó. Đây là quần áo của chị Quyến ở Kim Bôi gửi tặng các cháu. Cái này ạ. Ừ. Mix xoài xanh Chanel của chị Quyến. Quyến. Cái này xanh. Nhưng mà bà không biết nói thế nào nữa để chúc các cháu và ở trong tỉnh về xem hoàn cảnh về giúp bà với các cháu thì bà rất cảm ơn hết năm cháu với cháu đây bà không biết nói thế nào nữa. Dạ vâng. Thôi bọn con cũng không biết nói gì hơn nữa bà. Thì là mong bà mạnh khỏe, cố gắng giữ sức khỏe để chăm lo cho các cháu. Và là cái nguồn động viên lớn cho các cháu để các cháu lớn, để các cháu đi học, để chăm lo học giỏi à bà. Đấy, thì cô cũng mong các cháu là sau khi nhận được món quà của các anh chị em, các cô chú ở trong hội lợn rừng rồi thì các con sẽ cố gắng là chăm ngoan học giỏi, vâng lời bà để bà vui lòng nhá. Cố gắng học giỏi nhá. Thưa kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn, video ngày hôm nay về trao những cái phần quà rất là ý nghĩa cho bà và cho các cháu tại bà nhà bà Vân tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay xin kết thúc tại đây. Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị em trong hội chăn nuôi lợn rừng của tỉnh Hòa Bình cũng như là một số các anh chị ở trên hội, và cảm ơn số bạn Nga cũng là cầu nối, và cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Hy vọng rằng qua những cái hình ảnh này sẽ làm mình cầu nối nhiều hơn để các mạnh thường quân, các tấm lòng vàng ở trên xã hội có thể là chia sẻ với bà cháu được nhiều hơn, giúp bà cháu vơi đi những cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả những anh chị đã đồng hành với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Xin gửi lời cảm ơn tất cả và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.